Chiều ngày 12 tháng 11 tại trụ sở Tòa án Nhân dân tối cao, mạng lưới lãnh đạo nữ cán bộ ngành, thành viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ban nữ công Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức phát động phong trào hưởng ứng chương trình mẹ đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đồng chí Lương Ngọc Trâm, Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch mạng lưới lãnh đạo nữ cán bộ ngành cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Theo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trong thời gian qua, các đợt bùng phát của dịch COVID-19 tại Việt Nam đã cướp đi sinh mạng của hơn 20.000 người, khiến cho hàng ngàn trẻ em rơi vào cảnh mồ côi. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống dịch COVID-19, phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ phát động, chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương, tập trung hỗ trợ an sinh xã hội cho phụ nữ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã thông qua chương trình Mẹ đỡ đầu nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của đại dịch COVID-19. Phát biểu tại buổi lễ hưởng ứng chương trình Mẹ đỡ đầu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chia sẻ, dịch COVID-19 đã khiến cho nhiều trẻ em rơi vào hoàn cảnh bơ vơ, không nơi nương tựa. Con đường phía trước của các em là con đường khó khăn, đầy chông gai, rất cần xã hội chung tay, đóng góp. Hơn lúc nào hết, các em rất cần được sự quan tâm đặc biệt và giải pháp toàn diện để hỗ trợ chăm sóc các em trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài. Chương trình Mẹ đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19 là chương trình rất nhân văn, thể hiện tấm lòng nhân ái của dân tộc ta. Không có một tổ chức xã hội nào có thể đảm nhận công việc mẹ đỡ đầu tốt hơn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, những người đã làm mẹ sẵn sàng giang tay đón thêm những đứa con khác. Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh và mong rằng sẽ có nhiều tổ chức đơn vị đồng hành cùng chương trình để lan tỏa những giá trị tốt đẹp và giúp đỡ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Theo báo cáo được trình bày tại buổi lễ, mục tiêu của chương trình là phấn đấu 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh, đơn vị trực thuộc, huyện, thị trên địa bàn cả nước tổ chức được hoạt động đỡ đầu phù hợp với tiêu chí của chương trình. Phấn đấu 100% cơ sở hội thuộc địa bàn có trẻ mồ côi do tác động của dịch bệnh COVID-19, hưởng ứng, thực hiện kết nối, đăng ký, đồng hành hoặc trực tiếp làm mẹ đỡ đầu của trẻ. Đối tượng hỗ trợ và đỡ đầu là trẻ em dưới 18 tuổi, mồ côi cha mẹ do COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn. Cũng tại buổi lễ phát động, bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu là trách nhiệm nặng nề nhưng hết sức vẻ vang của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Chương trình không chỉ vận động ở mặt tài chính mà còn là một chương trình huy động sự tham gia của phụ nữ cả nước nhằm chăm sóc hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có cuộc sống hạnh phúc và bình yên. Ngay khi triển khai, chương trình đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan bộ ngành, đặc biệt là các tổ chức đơn vị doanh nghiệp. Đây là nguồn cổ vũ động viên khích lệ to lớn để hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có thêm quyết tâm, nỗ lực nhằm thực hiện hiệu quả chương trình mẹ đỡ đầu trong thời gian tới.